vụ đóng vai trò là tiêu chuẩn hoặc điểm tham chiếu để đánh giá hiệu quả của hoạt động khách hàng so với nhận thức của họ về hiệu suất. Với các điểm tham chiếu này, khi đánh giá chất lượng dịch vụ, kiến thức thấu đáo về kỳ vọng của khách hàng là rất quan trọng đối với các nhà tiếp thị dịch vụ. Thì hay còn được hiểu là kỳ vọng khách hàng là những gì khách hàng mong muốn khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp, và kỳ vọng của khách hàng có thể tạo ra dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, có thể từ trải nghiệm trong quá khứ, từ những tin quảng cáo hay việc giới thiệu từ bạn bè. Sau đây em xin đưa ra hai ví dụ. Về ví dụ thứ nhất là một vị khách nước ngoài vào tiệm tạp hóa. Vị khách đó có mong muốn đi tìm một món đồ và được hiểu hiểu được điều đó, các nhân viên hàng khác để mua và làm giảm doanh thu. Tiếp theo là chúng ta đi về khía cạnh của các kỳ vọng. Thì các khía cạnh của kỳ vọng cần được khám phá và hiểu rõ để tiếp thị dịch vụ thành công là khách hàng có những loại kỳ vọng nào về dịch vụ, những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc hình thành của những kỳ vọng này, những yếu tố này đóng vai trò gì trong việc thay đổi kỳ vọng, và làm thế nào một công ty dịch vụ có thể đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng. Thì mức độ kỳ vọng có thể rất khác nhau tùy thuộc vào điểm tham chiếu mà khách hàng dưới của một kỳ vọng của khách hàng. Hình này mô tả ý tưởng rằng khách hàng đánh giá hiệu quả của dịch vụ dựa trên hai ranh giới tiêu chuẩn, những gì họ mong muốn và những gì họ có thể chấp nhận được. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Em xin nhường phần thuyết trình lại cho bạn tiếp theo. Em là Khoa, em sẽ chỉ trình về vùng khoan dung ạ. Vùng vùng khoan dung mà trong một tổ chức có sự thay đổi do các sự thay đổi chiến lược của nhà kinh doanh hoặc là chất lượng dịch vụ thì và mức độ khách hàng nhận ra được sự thay đổi này thì gọi là vùng khoan dung. Nếu dịch vụ giảm xuống với mức đầy đủ thì mức tối thiểu được gọi là vùng chấp nhận được thì khách hàng sẽ thất vọng. Còn nếu hiệu suất dịch vụ cao hơn vùng ở trên vùng khoan dung, nơi hiệu suất vượt quá những dịch vụ mà khách hàng mong muốn thì khách hàng sẽ rất hài lòng. Có thể coi vùng khoan dung là phạm vi mà khách hàng không đặc biệt chú ý đến. Khi nó nằm ngoài sự vùng khoan dung thì dịch vụ thu hút được nhiều khách hàng, hoặc ngược lại sẽ theo theo hút theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Phạm vi giữa kỳ vọng mong muốn đầy đủ là có thể rộng hoặc hẹp, có thể thay đổi theo thời gian, có thể khác nhau giữa các cá nhân, có thể thay đổi theo từng loại sản phẩm, mà từng loại khách hàng có các loại khoan dung khác nhau, có mức độ khoan dung khác nhau, khách hàng khác nhau có vùng khoan dung khác nhau. Một số khách hàng có phạm vi vùng khoan dung hẹp vì những gì họ chấp nhận được ở dưới mức tối thiểu, yêu cầu phạm vi khoan dung nhỏ, thấp hơn yêu cầu của nhà cung cấp. Trong khi đó những khách hàng khác thì có nhiều loại kỳ vọng khác. Trong hình 3.4 thì thể hiện các khu vực dung sai cho kích thước dịch vụ khác nhau. Để thay đổi của vùng khoan dung trong sự đánh giá dịch vụ của khách hàng là vùng khoan dung của khách hàng cũng thay đổi theo từng thuộc tính hoặc sự đánh giá của dịch vụ khác nhau. Nhìn chung thì khách hàng thường ít khoan dung hơn đối với các dịch vụ không đáng tin cậy so với khiếm khuyết của các dịch vụ đó, có nghĩa là họ có kỳ vọng cao hơn đối với các yếu tố này. Còn các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ mong muốn thì em xin nhường lại phần bài đến bạn Linh. Chứ cho đây em xin trình bày về các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ mong muốn. Như chúng ta đã biết thì khi các bạn muốn sử dụng một dịch vụ tour du lịch, có phải các bạn muốn tour đó phải ở một khách sạn cao cấp, có những món ăn ngon trong bữa ăn, hay đi chơi những điểm du lịch nổi tiếng? Nếu mà công ty đó mà phục vụ các bạn tốt thì các bạn sẽ đánh giá 5 sao và ngược lại. Vậy yếu tố nào ảnh hưởng đến mong đợi của các bạn? Bởi vì kỳ vọng đóng một vai trò quan trọng như vậy,
quan trọng trong việc đánh giá của khách hàng về dịch vụ. Các nhà kinh doanh cần phải hiểu các yếu tố hình thành chúng. Trong phần này, nhóm sẽ mô tả một số ảnh hưởng đến kỳ vọng của khách hàng. Như trong hình 3.5, thì chúng ta có thể thấy có 3 yếu tố tác động đến kỳ vọng của khách hàng. Yếu tố thứ nhất, triết lý dịch vụ cá nhân. Yếu tố thứ hai là nhu cầu cá nhân. Yếu tố thứ ba là kỳ vọng dịch vụ bắt nguồn. Chúng ta sẽ tìm hiểu yếu tố thứ nhất là nhu cầu cá nhân. Nhu cầu cá nhân là những trạng thái hoặc điều kiện thiết yếu đối với sức khỏe, thể chất hoặc tâm lý của khách hàng, là những yếu tố then chốt hình thành nên những gì khách hàng mong muốn trong dịch vụ. Nhu cầu cá nhân có thể chia thành nhiều loại, bao gồm vật chất, xã hội, tâm lý và chức năng. Ví dụ như một người hâm mộ thường xuyên đến xem các trận bóng chày ngay sau khi họ ta làm. Do đó người này sẽ có trạng thái là vừa đói vừa khát, và họ có một hy vọng là những người bán đồ ăn và thức uống sẽ thường xuyên đi ngang qua khu vực mà họ đi xem bóng chày. Yếu tố thứ hai là triết lý dịch vụ cá nhân, là thái độ chung cơ bản của khách hàng về ý nghĩa của việc thực hiện dịch vụ cao nhất và hành vi đúng mực của các nhà cung cấp dịch vụ. Ví dụ như bạn, nếu bạn đã từng làm phục vụ trong một nhà hàng, bạn có thể biết các tiêu chuẩn về dịch vụ nhà hàng đã được hình thành bởi qua quá trình đào tạo và kinh nghiệm của bạn trong vai trò đó, như là cần có một thái độ niềm nở, tận tình và chu đáo. Yếu tố thứ ba là kỳ vọng dịch vụ bắt nguồn, xảy ra khi kỳ vọng của khách hàng được thúc đẩy bởi một người hoặc một nhóm người. Ví dụ như trong một công ty bảo hiểm, trưởng bộ phận công nghệ thông tin của công ty này là khách hàng doanh nghiệp của một nhà cung cấp máy tính lớn. Họ có những kỳ vọng dựa trên kỳ vọng của những khách hàng bảo hiểm mà công ty phục vụ. Khi thiết bị máy tính mà gặp sự cố thì khách hàng của công ty bảo hiểm sẽ phàn nàn, dẫn đến công ty bảo hiểm sẽ phàn nàn lên nhà cung cấp máy tính. Tiếp theo đây là phần thuyết trình của bạn Trâm ạ. Mình xin nhường lời ạ. Mình xin chào thầy và các bạn. Tiếp theo là mình sẽ thuyết trình về các nguồn kỳ vọng về dịch vụ đầy đủ. Thì sẽ có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng quyết định đến cái dịch vụ đầy đủ, tức là cái mức độ dịch vụ mà khách hàng cảm thấy có thể chấp nhận được. Thì trong phần này mình sẽ đi sâu vào những yếu tố được thể hiện ở trong hình 3.6, tức là gồm 3 cái yếu tố, gồm 3 yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ đầy đủ. Đó là các lựa chọn thay thế dịch vụ được cảm nhận, các yếu tố tình huống và dịch vụ được dự đoán. Ngoài 3 yếu tố này thì các vấn đề với dịch vụ ban đầu cũng có thể dẫn đến kỳ vọng tăng cao. Tuy nhiên thì mình không có trình bày trên slide bởi vì nó khá là dài, nhưng mà nó có ở trong sách nên mình sẽ trình bày cho các bạn. Có nghĩa là bạn thực hiện một dịch vụ ngay lần đầu tiên là rất quan trọng đối với khách hàng, bởi vì khách hàng rất là coi trọng độ tin cậy của cái dịch vụ đó. Nếu như bạn chọn sử dụng một cái dịch vụ đó lần đầu tiên vì bạn tin cậy nó, nhưng mà trong cái lần sử dụng đó bạn lại gặp trục trặc, bạn bị lỗi, thì cái việc nhà cung cấp dịch vụ đó phải khắc phục cái sự cố ngay cái lần đó nó còn quan trọng hơn là đấy lần đầu tiên bạn chọn sử dụng dịch vụ đó. Ví dụ như ở trong cái dịch vụ sửa chữa ô tô chẳng hạn, khi mà bạn gặp cái vấn đề về hệ thống phanh ô tô, bạn bị hư phanh của bạn đi, bạn đến nhà cung cấp và yêu cầu sửa chữa chiếc phanh đó, rồi bạn mong đợi rằng công ty sẽ sửa chữa nó cho mình. Sau sửa chữa lần đầu tiên đi được rồi, cải thiện được rồi, nhưng mà lại bị hư thêm một lần nữa, thế là hơi khó chịu trong người, đúng không? Thì cái mức độ dịch vụ đầy đủ á, thì nó sẽ tăng lên, và cái vùng dung sai sẽ bị thu hẹp lại, có nghĩa là bạn sẽ khó có thể khoan dung cho cái lần sai tiếp theo của cái phanh này nữa. Tiếp theo là mình sẽ đến cái phần tiếp theo là các lựa chọn thay thế dịch vụ được cảm nhận. Qua slide. Các giải pháp thay thế dịch vụ được cảm nhận có nghĩa là các nhà cung cấp khác mà từ đó khách hàng có thể nhận thấy rằng họ sẽ có được cái dịch vụ đó. Có nghĩa là nhiều nhà cung cấp cùng cung cấp một dịch vụ, hiểu nôm na là thế. Và
Nếu như mà khách hàng tin rằng họ có rất là nhiều nhà cung cấp dịch vụ để lựa chọn thì cái mức độ dịch vụ đầy đủ của họ sẽ cao hơn là những khách hàng tin rằng sẽ không có thể có được dịch vụ tốt hơn ở nơi khác. Lấy ví dụ như là mình sống ở vùng Lâm Hà, ở Lâm Hà của mình chỉ có một cái nhà xe có thể chở mình từ Lâm Hà lên Sài Gòn, đó như là nhà xe Phương Trang chẳng hạn, thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đối với các hoạt động và dịch vụ của cái nhà cung cấp chở khách hàng này. Trong khi các bạn ở Đà Lạt, các bạn có Phương Trang, Tình Bưởi, các bạn có rất là nhiều cái nhà xe khác, thì các bạn nhà cung cấp dịch vụ nào mà không tốt, không cung cấp dịch vụ không tốt đối với các bạn, các bạn có thể lựa chọn nhà cung cấp khác. Thì đó là nhận thức của khách hàng về các giải pháp thay thế dịch vụ tồn tại sẽ làm tăng mức độ dịch vụ thích hợp và thu hẹp cái vùng chịu đựng của khách hàng lại. Cái tiếp theo, yếu tố là yếu tố tình huống. Yếu tố tình huống thì bao gồm yếu tố tình huống không thể kiểm soát được và yếu tố tình huống cá nhân. Yếu tố tình huống không thể kiểm soát được giống như là thiên tai động đất và ví dụ như gần đây nhất chính là cái đại dịch Covid-19. Nếu như bạn nào hay mua hàng ở trên Shopee á, thì các bạn có thể thấy rằng cái dịch vụ giao hàng của Shopee trong cái giai đoạn này nó khá là chậm so với những cái ngày bình thường, bởi vì có rất là nhiều nơi bị phong tỏa do dịch bệnh á, cho nên là cái vấn đề lấy hàng rất là khó khăn. Thì khách hàng thường sẽ khoan dung hơn đối với những trường hợp này, bởi vì họ có thể hiểu ra rằng là cái này không phải là do công ty mà là do những yếu tố bắt buộc không thể nào mà làm khác được. Tiếp theo là các yếu tố tình huống cá nhân, bao gồm các yếu tố tình huống cá nhân này sẽ ngắn hạn và làm cho khách hàng nhận thức rõ hơn về cái nhu cầu dịch vụ của họ. Ví dụ như là các tình huống khẩn cấp như là bạn bị tai nạn và bạn cần bảo hiểm ô tô ngay lập tức, hoặc bạn bị hỏng hóc thiết bị văn phòng trong thời gian rất là bận rộn không thể đi mua được. Đó, thì nó sẽ làm nâng cao mức độ mong đợi về dịch vụ đầy đủ và đặc biệt là về mức độ đáp ứng được yêu cầu và xem xét có thể chấp nhận được. Ví dụ như là mình làm streamer, tự dưng ấy, trong cái khung giờ đó mình đang stream, mình đang nói chuyện với các bạn fan của mình, đang xin các bạn donate, thì tự dưng mạng lag, không thể nào mà trò chuyện được. Mình sẽ cảm thấy rất khó chịu, mình sẽ phải phàn nàn, mình sẽ phàn nàn với cái nhà cung cấp, mình thấy FPT chẳng hạn, mình sẽ phàn nàn là chị ơi sao tự dưng mạng lag vậy, làm em không thể sử dụng được. Và nếu như cái tình trạng đó còn tiếp diễn đó, thì mình sẽ đi qua sử dụng một dịch vụ khác chẳng hạn, đi qua VNPT hay là Viettel chẳng hạn. Tiếp theo là dịch vụ được dự đoán. Yếu tố thứ ba là dịch vụ được dự đoán, chính là cái mức độ mà khách hàng dự đoán rằng họ có khả năng nhận được. Nếu mà khách hàng dự đoán dịch vụ đó tốt, mức độ dịch vụ đầy đủ của họ sẽ cao hơn nếu cao hơn là họ dự đoán cái dịch vụ đó kém. Ví dụ như là khi mà mình sử dụng cái dịch vụ đó. Đây là mình dự đoán là khi mà mình đi học, khi mà mình mới vào trường, mình mới đi học, mình mới vô năm nhất đó, thì mình sẽ phải đoán rằng là thuê phòng trọ ở trên Đà Lạt rất là khó. Trong cái thời gian đó thì giá thuê phòng trọ có thể sẽ tăng cao hơn bình thường, hoặc là với cái giá tiền đó mình có thể, khi mà mình thuê vào những cái thời điểm khác đó, thì mình có thể thuê được phòng tốt hơn chẳng hạn. Đó chính là dịch vụ dự đoán. Tiếp theo tới nguồn của cả kỳ vọng dịch vụ mong muốn và dịch vụ dự đoán, thì ở đây sẽ có bốn yếu tố ảnh hưởng tới dịch vụ mong muốn và mong đợi dịch vụ được dự đoán. Thứ nhất là lời hứa dịch vụ rõ ràng, thứ hai là lời hứa dịch vụ ngầm, thứ ba là giao tiếp truyền miệng, thứ tư là kinh nghiệm trong quá khứ. Mình sẽ đi vào phần đầu tiên là lời hứa dịch vụ rõ ràng. Lời hứa dịch vụ rõ ràng là những tuyên bố mang tính cá nhân và phi cá nhân vì dịch vụ do tổ chức thực hiện cho khách hàng. Thế nào là cá nhân? Các tuyên bố mà mang tính cá nhân á, là khi mà chúng được truyền đạt bởi các nhân viên bán hàng hoặc nhân viên phục vụ của công ty. Còn khi mà nó mang tính phi cá nhân á, là đến từ các trang web quảng cáo, tài liệu quảng cáo, ấn phẩm bằng văn bản của công ty chẳng hạn.
Và lời hứa dịch vụ rõ ràng là một trong số ít ảnh hưởng đến các kỳ vọng hoàn toàn nằm trong kiểm soát của nhà cung cấp dịch vụ. Tất cả các loại lời hứa dịch vụ rõ ràng thì sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng dịch vụ mong muốn. Nếu mà trang web của một công ty hứa hẹn rằng sẽ thiết kế một cái đạp hát tại nhà lý tưởng cho khách hàng, thực hiện tất cả những việc như là âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, đồng thời kết nối các thành viên trong nhà, thì mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ đó, hoặc là không phải người cung cấp dịch vụ đó, đối với đối thủ cạnh tranh của người đó cũng sẽ được định hình bởi cái lời hứa này. Lời hứa dịch vụ rõ ràng còn ảnh hưởng đến mức độ của dịch vụ mong muốn và dịch vụ dự đoán. Họ định hình những gì mà khách hàng mong muốn nói chung cũng như là những gì họ dự đoán sẽ xảy ra trong lần gặp gỡ dịch vụ tiếp theo từ một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể hoặc trong một cuộc gặp gỡ dịch vụ nhất định. Có nghĩa là không không chỉ họ không chỉ dự đoán bởi cái dịch vụ mà họ đã từng sử dụng mà còn ảnh hưởng tới những cái nhà cung cấp dịch vụ khác. Tiếp theo đến lời hứa dịch vụ ngầm. Lời hứa dịch vụ ngầm là các dấu hiệu liên quan đến dịch vụ, không phải là lời hứa rõ ràng dẫn đến suy luận về dịch vụ sẽ như thế nào. Và những cái tín hiệu này thì thường bị chi phối bởi giá cả và các yếu tố hữu hoàn hình liên quan đến dịch vụ. Nhìn chung thì giá cả càng cao thì ấn tượng của khách hàng càng mong đợi nhiều hơn ở dịch vụ. Ví dụ như mình là một người Việt Nam, mình chưa từng sử dụng dịch vụ của mình chưa từng uống cà phê ở hai lần cũng như là Milano, thì mình thấy là ở hai lần thì 50.000 một ly cà phê, là còn ở Milano chỉ có 15.000, thì trong đầu mình chắc chắn sẽ nghĩ là ở Milano nó gấp 3 lần tiền, ở Milano nó ít gấp 3 lần tiền ở hai lần, thì chắc chắn ở hai lần sẽ phải cung cấp dịch vụ cà phê ngon hơn cho mình. Đó là trong đầu mình sẽ nghĩ như thế. Tiếp theo là giao tiếp truyền miệng. Truyền thông truyền miệng thì nó có trọng lượng đặc biệt như một nguồn thông tin vì nó được coi là không thiên vị và có xu hướng rất quan trọng trong các dịch vụ mà khách hàng khó đánh giá trước khi mua hàng và trước khi có trải nghiệm thực tế về chúng. Thì cái không thiên vị thì được coi là dễ hiểu bởi vì nếu mà sử dụng một cái dịch vụ nào đó thông qua sự giới thiệu của bạn bè này kia thì mình có thể an tâm rằng họ không có KPI sản phẩm cho mấy cái hãng quảng cáo kia, họ không có nói sai sự thật đúng không? Còn kinh nghiệm trong quá khứ là mình đã từng sử dụng dịch vụ đó và mình đúc kết là ok tốt, mình sẽ quay lại sử dụng lần thứ hai. Tiếp theo mình sẽ nhường phần thuyết trình cho bạn khác. Dạ chào thầy và các bạn, em sẽ tiếp tục thuyết trình phần thông tin về chiến lược. Thì đây là các cái chiến lược có thể giúp cho các nhà tiếp thị dịch vụ ảnh hưởng đến kỳ vọng của khách hàng. Em sẽ nói về các cái yếu tố về thông tin ảnh hưởng đến kỳ vọng khách hàng. Thì như từ đầu các bạn đã thuyết trình thì cũng chỉ là nhu cầu cá nhân, triết lý phục vụ cá nhân và các cái yếu tố đằng sau. Nhưng mà về yếu tố thông tin để ảnh hưởng đến kỳ vọng của khách hàng thì em sẽ giải thích trong sau đây. Thì nhu cầu cá nhân của khách hàng thì chúng ta sẽ phải giải thích cho khách hàng về cái cách mà chúng ta cung cấp dịch vụ cho họ và giải quyết nhu cầu của họ, thì từ đó sẽ giúp cho khách hàng hiểu biết hơn và tin tưởng hơn về dịch vụ của chúng ta khi cung cấp cho họ. Về triết lý phục vụ cá nhân á, thì đó là chúng ta sẽ nghiên cứu thị trường khách hàng để lập một cái hồ sơ về triết lý phục vụ cá nhân, tức là các cái nhu cầu cá nhân của khách hàng như thế nào để phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ lên thiết kế và cung cấp cái dịch vụ đó đến với khách hàng một cách tốt nhất, phục vụ được kỳ vọng của khách hàng một cách tốt nhất. Tiếp theo đó là kỳ vọng dịch vụ bắt nguồn, thì nghiên cứu của cũng chúng ta cũng sẽ nghiên cứu thị trường để tìm hiểu cái kỳ vọng của dịch vụ bắt nguồn của khách hàng, từ đó thì sẽ đưa ra cái quảng cáo và tiếp thị làm cho cái mong muốn của khách hàng cảm thấy được đáp ứng khi mà khách hàng nhìn thấy quảng cáo đó của chúng ta, và khách hàng sẽ tìm đến chỗ chúng ta để thực hiện để đáp ứng kỳ vọng của bản thân. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với các cái lựa chọn thay thế dịch vụ được cảm nhận. Thì các dịch vụ thay thế được dịch vụ được cảm nhận, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái dịch vụ cạnh tranh của chúng ta để đưa ra phương án phù hợp và giải thích và
Nói chung là chúng ta sẽ đưa ra một cái phương án phù hợp hơn để phục vụ cho cái nhu cầu của khách hàng tốt hơn, từ đó chiếm được cái thị phần tốt hơn trong cái thị trường này. Tiếp đến đó là các cái yếu tố tình huống. Thì khi mà chúng ta cung cấp dịch vụ bình thường thì sẽ có các cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thì để đảm bảo cái tình huống đó, tức là chúng ta sẽ cam kết với khách hàng là sẽ ít các cái tình huống bất ngờ sẽ ít có thể xảy ra hơn và sẽ phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Tiếp đến sẽ là dịch vụ dự đoán, thì chúng ta sẽ thông báo cho khách hàng về những cái dịch vụ mà chúng ta cung cấp cho khách hàng một cách cao hơn bình thường trong cái lần đầu tiên khách hàng đến, và để cho các cái lần tiếp theo mà khách hàng đến với chúng ta không cung cấp những cái dịch vụ cao như vậy nữa thì khách hàng cũng sẽ không bất ngờ. Đấy, ví dụ như là các bạn đến một cái khách sạn để ở, thì trong cái lần đầu tiên các bạn đến sẽ đến trong cái thời điểm mà giảm giá, hoặc là trong phòng sẽ được cung cấp thêm nước ngọt và các món bánh để ăn một cách miễn phí, thì chúng ta cũng phải tức là thông báo với khách hàng về những cái vấn đề đó, đó là chỉ có lần hôm nay cái khách hàng đến hoặc là trong thời điểm này thôi, chứ không phải lúc nào cũng vậy, để lần sau khách hàng đến mà khi mà chúng ta không còn nước ngọt ở trong cái phòng đó nữa, không còn bánh ở trong cái phòng đó nữa, thì khách hàng họ vẫn sẽ hiểu và khách hàng sẽ không có phàn nàn về việc tại sao lần đầu thì khách hàng đến chỉ có mà lần này đến là thì lại không. Thì tiếp theo đó là lời hứa dịch vụ rõ ràng. Chúng ta sẽ đưa ra cái lời hứa thực tế về cái dịch vụ đó, phản ánh chính xác cái dịch vụ hay hơn là một cái lời hứa chỉ mang tính chất là lý tưởng hóa, tức là chúng ta chỉ hứa suông thôi chứ không có thực hiện đúng với các cái chất lượng của dịch vụ khi mà chúng ta hứa. Và còn một cái nữa đó là lời hứa dịch vụ ngầm, thì chúng ta sẽ đảm bảo các cái nội dung và dịch vụ mà chúng ta đã hứa sẽ chính xác khi mà khách hàng đến với chúng ta, mức độ cung cấp dịch vụ của chúng ta sẽ hoàn toàn chính xác so với lời hứa. Và còn một phần nữa thì đó chính là truyền thông truyền miệng, thì truyền thông truyền miệng sẽ mô phỏng cái truyền miệng quảng cáo bằng cách sử dụng lời chứng thực của các nhà lãnh đạo có quan điểm. Lên cho mình nó cái slide đó. À đây 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 đúng rồi. Người quản lý sẽ tiếp theo sẽ là người quản lý của tổ chức có thể sử dụng các cái thông tin ở phía trên, khi mà cái thông tin mà mình vừa cung cấp ở phía trên để cải tiến hoặc tiếp thị dịch vụ, thì từ các cái thông tin đó thì chúng ta sẽ biết được các cái nguồn kỳ vọng thích hợp của khách hàng và tầm quan trọng của chúng đối với khách hàng. Ví dụ là khi mà khách hàng cần phải biết cái sự khác biệt giữa quảng cáo và thực tế, tức là nó ở trong cái mục là đó là mình xin lỗi các bạn, hồi nãy em hơi bị áp lực một tí, thì đó là khách hàng cần phải biết được các nguồn kỳ vọng phù hợp và tầm quan trọng của chúng đối với khách hàng. Thì đó là phân từ 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 cái phân khúc khách hàng thân thiết cho đến khách hàng thân thiết cụ thể. Ví dụ như là họ cần biết cái sức nặng đối với giao tiếp truyền miệng và dịch vụ rõ ràng, thì ở cái đó 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 là truyền miệng thông tin, thì tức là mình mô phỏng lại cái thông tin truyền miệng từ quảng cáo đến dịch vụ thực tế thì nó sẽ có một sự khác biệt. Ví dụ như các bạn xem quảng cáo thì nó sẽ không hoàn toàn giống với lại thực tế khi mà các bạn mua sản phẩm đó về, thì bên này nó cũng vậy, mình phải cần cân nhắc cái thông tin về cái lời quảng cáo hay là lời truyền miệng, lời giới thiệu của một người nó sẽ dịch vụ tốt như thế nào, khi đến với khách hàng thì nó sẽ thay đổi như thế nào, thì mình phải cân nhắc trước các cái điều đó. Tiếp theo đó là kinh nghiệm trong quá khứ là cái điều cần thiết trong việc định hình dịch vụ mong muốn và dịch vụ dự đoán. Triết lý dịch vụ cá nhân và nhu cầu cá nhân sẽ có ảnh hưởng ổn định lâu dài hơn so với lại lời hứa và dịch vụ ngầm.
Bởi vì trích lấy dịch vụ cá nhân và nhu cầu cá nhân của khách hàng thì chúng ta sẽ tìm hiểu và đa phần là họ sẽ có cái sự lâu dài về cái nhu cầu của họ. Ví dụ bạn đến một cái khách sạn, bạn có nhu cầu là ăn, ngủ, ở, nhu cầu phục vụ hoặc là dọn phòng các thứ, thì nó sẽ nó lâu dài hơn so với lời hứa về dịch vụ ngầm, về các cái dịch vụ như là chúng ta sẽ cung cấp thêm nước ngọt hoặc là cung cấp thêm bánh ngọt trong phòng để hỗ trợ khách hàng một cách miễn phí. Thì cái đó nó chỉ có thời gian đầu hoặc là thời gian này thời gian kia, chứ nó không thể lâu dài hoàn toàn. Trên các cái phương tiện thông tin đại chúng hay là phương tiện trên mạng á, thì từ Facebook hay Twitter là nguồn truyền miệng sẽ ảnh hưởng đến cái mức độ phục vụ mong muốn và dự đoán. Đó là trên khi mà trên Facebook chúng ta sẽ có các cái bài review, các cái bài viết đánh giá trên mạng xã hội, thì họ có thể, tức là nó sẽ không hoàn toàn đúng chính xác khi mà chúng ta đến sau khi nghe cái lời sau khi xem cái bài review đó, sẽ có một vài sự khác biệt tùy vào cái môi trường, tùy vào cái thời điểm và cái thời tiết như thế nào. Một cái yếu tố nữa là cái kinh nghiệm quá khứ thì khi mà cái sự tiếp xúc của khách hàng với một dịch vụ sẽ để lại một cái kinh nghiệm cho các cái lần sau. Đó là nó sẽ có sự so sánh giữa lần lần đi đầu tiên và lần đi thứ hai của họ vậy. Thì trong cùng một cái điểm đến đó, một cái điểm cung cấp dịch vụ đó, thì ở lần đầu tiên họ thì và lần tiếp theo họ đến, họ sẽ có những cái sự so sánh về cái việc cung cấp dịch vụ của lần này và lần sau. Nếu như mà lần sau nó không được tốt nữa thì có thể khách hàng nó sẽ họ 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 sẽ cảm thấy không 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 phù hợp với lại nhu cầu của họ nữa, thì họ sẽ không quay lại. Có một cái trường hợp so sánh khác, đó là khách hàng có thể so sánh cái dịch vụ của cái điểm cung cấp dịch vụ này và một điểm cung cấp dịch vụ khác mà họ đã từng trải nghiệm cái dịch vụ. Ví dụ như họ có thể so sánh giữa một cái khách sạn như khách sạn Sài Gòn Đà Lạt và một cái khách sạn khác như là một khách sạn lớn như là khách sạn Đà Lạt Palace. Họ sẽ so sánh giữa hai cái dịch vụ của khách sạn này với nhau ở trong cái mức giá, có thể là nó cũng tương đương hoặc là cao hơn, có mức độ chênh lệch không quá lớn. Đó là khách sạn Sài Gòn Đà Lạt và khách sạn Đà Lạt Palace, chỉ là mình nói là để lấy ví dụ thôi, chứ thực sự hai cái mức giá của hai nơi này thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Họ có thể so sánh giữa các ngành với nhau nữa. Ví dụ như là khi mà các bạn đi ở một cái khách sạn thì họ sẽ so sánh cái phòng của khách sạn đó, tức là họ sẽ có lại một cái kinh nghiệm của cái phòng khách sạn, cái mức độ dịch vụ của khách sạn, nước nôi hay là các cái món ăn. Rồi đến khi mà họ đi, ví dụ như phụ nữ đến lúc mà cần họ đi sinh á, hay là đi vào bệnh viện ở một cái phòng cao cấp cùng với một cái mức giá khá là cao, ví dụ ngang với khách sạn lớn đi chẳng hạn, thì họ sẽ so sánh cái dịch vụ phòng, dịch vụ giường, chất lượng của cái độ sáng trong phòng hay là như thế nào đó, để so sánh với một cái khách so với một phòng khách sạn. Đó là so sánh giữa các ngành với nhau. Thì bên này hai cái ngành này không hề giống nhau, tức là ngành khách sạn và ngành y tế, ngành 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 bên bệnh viện á, thì họ sẽ so sánh với nhau ở chất lượng phòng, hay là tức là họ áp đặt cái tiêu chuẩn của ngành này vào ngành khác để họ so sánh. Thì cái việc áp đặt này nó có thể sẽ ảnh hưởng đến đánh giá chủ quan của khách hàng đối với dịch vụ, kiểu như họ sẽ thấy cảm thấy không tốt bằng gì ấy. Thì tổng kết lại thì các khách hàng khác nhau, cái nguồn khách hàng với khác nhau và độ tin cậy và cũng như dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các nhà tiếp thị dịch vụ. Cái thông tin thông 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 tin về chiến lược á, hay là strategy insight á, sẽ cho thấy sự phân tích của các yếu tố khác nhau và các nhà tiếp thị dịch vụ có thể ảnh hưởng đến chúng, ảnh hưởng đến khách hàng. Mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình sẽ xin nhiều cái phần thuyết trình của mình đến cho một bạn tiếp theo. Mình sẽ thuyết trình cho các bạn về các vấn đề liên quan đến mong đợi dịch vụ của khách hàng. Thì có năm một là nhà tiếp thị dịch vụ sẽ làm gì nếu kỳ vọng của khách hàng là không thực tế? Một công ty nên cố gắng làm hài lòng khách hàng không? Làm thế nào để một công ty vượt qua mong đợi dịch vụ của khách hàng? Kỳ vọng về dịch vụ của khách hàng có liên tục tăng lên hay không? Làm thế nào để một công ty dịch vụ luôn dẫn đầu cạnh tranh trong việc
đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Thì đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu về nhà tiếp thị dịch vụ sẽ làm gì nếu kỳ vọng của khách hàng là không thực tế. Thì trước tiên là mình phải hỏi khách hàng kỳ vọng mà khách hàng mong muốn đối với doanh nghiệp mà chúng ta đang cung cấp là như thế nào. Thì đáp ứng mong đợi của khách khách đầu tiên là mình phải đáp ứng mong đợi của khách hàng. Không được hứa suông. Công ty nên thừa nhận rằng họ đã nghe và ghi nhận đóng góp ý kiến của khách hàng và sẽ cố gắng để giải quyết các vấn đề mà họ đề cập. Dịch vụ không thực tế, nó được xem như là dịch vụ là không thể làm hoặc chưa thể làm được. Nên và không nên làm gì để giải quyết các vấn đề của khách hàng. Không phải là lúc nào công ty cũng có thể giải quyết những kỳ vọng của khách hàng. Đôi khi mình đưa ra một phản ứng hay là một thái độ phù hợp sẽ để cho khách hàng biết được mong muốn của khách hàng có thể được thực hiện hay không. Và mình sẽ cố gắng thực hiện cái vấn đề đó. Hiện tại nếu chưa làm được thì mình sẽ cố gắng làm được ở trong tương lai. Cung cấp cho khách hàng cập nhật tiến độ khi dịch vụ đã được cải thiện để giải quyết nhu cầu và mong muốn của khách hàng hợp lý hơn. Điều này giúp cho công ty được tín dụng và hoàn thiện để nỗ lực hoàn thiện các dịch vụ của công ty mình. Tiếp theo đến là một công ty có nên cố gắng làm hài lòng khách hàng hay không? Thì điều này là nên và phải lúc nào cũng luôn cố gắng để làm hài lòng khách hàng. Khách hàng hài lòng khi nào? Cái biểu hiện của lúc mà khách hàng hài lòng được nó được xem giống như là một niềm vui. Nó được coi là một trạng thái cảm xúc tích cực. Một cách mà nhà quản lý có thể hình dung về niềm vui nó được mô tả trong hình 3.8. Xin lỗi mọi người vì mình vội quá cho nên là mình chưa đưa cái hình nó vô được nên mình sẽ giải thích chay cho mọi người. Cái hình tròn đầu có ba cái hình tròn và hình tròn nhỏ ở trong cùng là must. Cái đó là phải làm, cái này là điều chức năng cơ bản của một sản phẩm dịch vụ. Nếu mà vắng mặt cái điều này sẽ khó hoàn thiện những cái vấn đề sau đó. Và cái hình tròn tiếp theo á là satisfier là người người làm hài lòng. Có nghĩa là giống như là khi mình gặp một vấn đề nào đó mà mình muốn giải đáp thắc mắc thì mình sẽ tìm cái người đó và người đó sẽ cho mình biết là cái vấn đề đó nên giải quyết như thế nào để phù hợp với cái mong muốn của mình. Cái tiếp theo là delight là cái sự thích thích thú, là có nghĩa là sau khi mà tiếp nhận cái vấn đề đó thì mình sẽ làm cho sản phẩm hay dịch vụ của mình có sự sáng tạo hơn hay là gây bất ngờ với khách hàng hơn, làm cho họ ngạc nhiên đối với sản phẩm của mình. Tiếp theo là sự hài lòng đi kèm với những gì mà doanh nghiệp phải bỏ ra. Làm hài lòng khách hàng cũng như là một ý tưởng tốt dẫn đến sự mua hàng và sử dụng dịch vụ thường xuyên tạo nên sự trung thành của khách hàng. Rủi ro mà doanh nghiệp phải phải đáp phải đối mặt là khi mà đáp ứng những cái nhu cầu mong muốn của khách hàng thì giống như việc là mình phải nâng nâng cao cái hiệu quả làm việc hay là mình phải nâng cao một cái gì đó trong cái dịch vụ của mình thì mình phải bỏ ra một số chi phí khác. Khác biệt trong chiến lược và tránh bị sao chép.
Tạo ra niềm vui của khách hàng á, cũng đối với các công ty khác nhau cũng là một sự cạnh tranh. Nếu như á mà một công ty có một chiến lược tốt và kéo được khách của mình, tạo nên nhiều sự hài lòng cho họ hơn và để họ ghi nhớ cái công ty của mình nhiều hơn, đó là một chiến lược tốt. Nhưng nếu có một công ty khác cũng sao chép y chang chiến lược như vậy thì nó sẽ có nhiều bất lợi cho công ty của mình. Mình sẽ bị mất khách và khách sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Tiếp theo là làm thế nào để một công ty vượt quá mong đợi về dịch vụ của khách hàng? Có một sự thật là vượt quá mức mong đợi của khách hàng là không thể. Mình có thể đáp ứng ở trong cái nhu cầu hiện tại của khách hàng một phần nào đó để họ cảm thấy hài lòng thôi. Mối quan hệ với khách hàng là tương tác trực tiếp. Trong hầu hết mọi dịch vụ thì phát triển mối quan hệ với khách hàng là một cách để tiếp cận vượt quá mức mong đợi. Khách hàng tương tác thường xuyên, có khả năng nhận thấy sự ủy quyền và điều chỉnh những kỳ vọng cho phù hợp. Cái lúc mà mình đề ra cái nguyện vọng, mong muốn của mình cho cái công ty đó thì công ty đó sẽ đáp ứng được mình nhiều hơn. Định vị dịch vụ bất thường là duy nhất chứ không phải tiêu chuẩn. Thì mình có dịch ở trong sách của thầy thì có một cái ví dụ như vậy, mình lấy gần gần thôi. Trên một chuyến bay giữa Đà Lạt với Sài Gòn thì có một hành khách mong muốn là phục vụ thức uống ở trên chuyến bay đó, nhưng mà từ Đà Lạt xuống Sài Gòn thì thời gian nó ít ít hơn 30 phút, cho nên là cái lúc mà phục vụ nước không thể đến với tất cả mọi người được, cho nên là chuyến bay này không có thực hiện phục vụ đồ uống. Ông phi hành đoàn cái ông cơ trưởng thì ổng mới nói là cái nhu cầu này không đáp ứng được đối với tất cả mọi người, nhưng với những chuyến bay mà dài tiếng hơn thì có thể đáp ứng được. Đây là một ví dụ cho dịch vụ bất thường là duy nhất chứ không phải là tiêu chuẩn. Mình xin nhường phần tiếp theo cho một bạn khác. Chào các bạn. Alo. Nghe em alo. Dạ, thằng nghe em nói không Anh được rồi em, tiếp tục đi, nghe nghe rõ rồi. ạ? Dạ, chào thầy và các bạn, mình là Nguyễn Nhật Hoàng. Sau đây mình sẽ bắt đầu thuyết trình phần của mình. Xin lỗi mấy bạn trước thì nhà mình hơi có nhiều tạp âm. Cái đề đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý kỳ vọng về dịch vụ của khách hàng có liên tục tăng lên hay không. Thì bản chất của con người là tham lam và mức độ sống hiện nay của mọi người ngày càng cao, nên khách hàng sẽ có nhiều yêu cầu hơn, kỳ vọng cũng sẽ tăng lên và yêu cầu được đáp ứng một cách đầy đủ nhất những yêu cầu đó. Việc nhà tiếp thị dịch vụ sẽ phải theo dõi khách hàng của mình một cách sát sao, cũng như các thói quen mà khách hàng đang có hiện tại và các xu hướng hiện nay và trong tương lai mà khách hàng sẽ theo đuổi, để từ đó mà định hướng ra được các chiến lược dành cho đáp ứng khát vọng của khách hàng ngày càng cao về dịch vụ. Một ví dụ nhỏ, ngày xưa một gia đình đi ăn nhà hàng chỉ cần nhà hàng đó có các món ăn tối thiểu và đơn giản với mùi vị ngon, thì ngày nay khách hàng yêu cầu nhà hàng phải có các danh sách menu món ăn từ nhiều quốc gia. Thì bây giờ một nhà hàng ấy phải nâng cao chất lượng dịch vụ của mình và mở rộng menu với những món ăn có chất lượng cao và đa miền đa quốc gia, để khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, để từ đó phục vụ tốt nhất và có khách hàng
cho bản thân mình. Vấn đề tiếp theo, làm thế nào để một công ty dịch vụ luôn dẫn đầu cạnh tranh trong việc gặp gỡ khách hàng? Thì chúng ta đã biết mọi thứ là bình đẳng để cạnh tranh. Vậy để cạnh tranh với lĩnh vực phục vụ thì chúng ta phải phục vụ trên mức đầy đủ đến khách hàng. Điều này sẽ tạo cho cá nhân doanh nghiệp chúng ta một lợi thế tạm thời, nhưng chúng ta phải chuyển từ mức độ phục vụ đầy đủ của công ty mình đến mức độ phục vụ mong muốn để nhằm thỏa mãn khách hàng nhất có thể và tạo ra được số lượng khách hàng trung thành. Một công ty có số lượng khách hàng trung thành lớn thì đó là yếu tố then chốt để công ty của bạn có thể cạnh tranh được hay không. Các nhân viên bán hàng của công ty phải tìm hiểu xem đối thủ đang đang có những dịch vụ gì, để từ đó chúng ta sẽ so sánh với khách hàng xem thử những lời hứa ấy, những dịch vụ ấy có thực tế và có thể đến được với khách hàng hay không, để từ đó tạo tạo ra thế cân bằng và giúp công ty chúng ta được lợi ích. Một ví dụ nhỏ, một nhà hàng tiệc cưới đăng quảng cáo trên Facebook là sẽ trang trí hoa tươi khi bạn tổ chức tiệc, và khách hàng ấy đinh ninh là sẽ có hoa tươi trong buổi tiệc, nhưng khi tổ chức lại không, và nhà quản lý lý giải thích rằng là bạn phải đăng ký từ trước và số lượng khách phải trên 500 khách thì mới trang trí và phải chịu thêm một khoản phí dịch vụ tương đương mà không hề nói rõ trong bước quảng cáo đầu tiên, mà chỉ mập mờ quảng cáo vậy thôi. Thì đứng ở vị thế cạnh tranh, một nhà nhà hàng khác sẽ rõ ràng với khách hàng là từ 300 khách hoặc 400 khách em sẽ trang trí hoa tươi cho chị có thêm phí hay không, và đề rõ điều đó trong các điều khoản hợp đồng rõ ràng để tạo sự hài lòng cho khách hàng. Tóm lại, phần này chúng ta sẽ đi sâu vào hai loại khái niệm dịch vụ, đó là dịch vụ đầy đủ và dịch vụ mong muốn. Những khát vọng về dịch vụ này là như nhau cho người tiêu dùng, cho dịch vụ thường ký và các dịch vụ liên quan đi kèm theo sản phẩm. Công ty cũng phải nắm rõ những khát vọng và yêu cầu này của khách hàng để từ đó có những chính sách sách về dịch vụ phù hợp và có được khách hàng để cạnh tranh và tạo lợi nhuận. Em xin hết. Rồi, xin mời, làm tiếp theo. Là nhóm nhóm 3 trình bày xong chưa? Còn còn phần gì nữa không? Trong đó là hả? Nhóm 3 như vậy là kết thúc rồi hả? Thúc rồi các Dạ, xin chào thầy các bạn. Dạ, xin lỗi thầy là tại vừa nãy anh Hoàng Anh chưa có kết thúc nên là từ phần chương trình của nhóm em đến đây là kết thúc ạ. Xin ok. Rồi, cảm ơn cái phần trình bày của nhóm 3 về cái chương về kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ, hay có thể dịch theo một cái cách là mong đợi, là mong đợi của khách hàng về cái dịch vụ. Rồi, trước khi thầy nhận xét cái phần trình bày của nhóm thì các bạn ở trong lớp chúng ta có câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc, những cái góp ý gì cần trao đổi thêm với phần trình bày vừa rồi của các nhóm thì chúng ta cùng nhau cho ý kiến. Rồi, sau đó thì thầy sẽ nhận xét cái phần trình bày vừa rồi và chúng ta sẽ kết thúc cái chương 3 để chúng ta chuyển sang cái chương tiếp theo của nhóm tiếp theo. Xin mời các bạn. Chúng ta có khoảng 5 đến 10 phút cho cái phần thảo luận của các bạn đặt ra cho cái nhóm 3 này. Trước hết là cho các bạn tinh thần xưng phong, sau đấy mà nếu các bạn không xưng phong thì thầy sẽ gọi ngẫu nhiên.
Dạ em chào thầy, em là Tố Nga từ nhóm A. Rồi, xin mời Nga đặt trình bày cái vấn đề của mình. Dạ Có em cái có câu câu hỏi hỏi có cái cho gì? nhóm bạn, đó là khách hàng thì biết là sẽ có nhiều loại kỳ vọng khác nhau, thì tùy theo từng nhóm khách hàng thì sẽ đáp ứng theo kỳ vọng của họ. Vậy thay vì mình xác định cái mức độ kỳ vọng của từng khách hàng để đáp ứng, thì mình có nên làm một cách tốt nhất cái dịch vụ của mình để đáp ứng tất cả khách hàng hay không? Dạ em xin hết ạ. Nhóm đã đọc câu hỏi chưa? Bạn bạn Nga có thể là trình bày lại cái câu hỏi một cách gọn hơn không để cho nhóm nắm không? Dạ, bạn Nga có thể gửi vật trong phần tin nhắn của nhóm được không ạ? Bạn Nga nói luôn, nhưng mà bạn Nga có thể trình bày lại câu hỏi của mình nó rõ hơn chút xíu được không? Không cần phải phải chat đâu, nói thôi. Dạ em xin trình bày lại, đó là ngắn gọn, đó là thay vì mình xác định mức độ kỳ vọng của từng khách hàng để đáp ứng theo từng cái khách hàng đó, thì mình có nên là làm một cách tốt nhất dịch vụ của mình để cho tất cả khách hàng hay không? Ok. Như vậy thì bạn và nhóm 3 đã rõ câu hỏi chưa? Dạ rõ rồi ạ. Ok. Rồi còn có câu hỏi nào khác nữa không các bạn? Rồi xin mời bạn Bùi Thị Lan Hương. Dạ em chào thầy, em là Lê Hương từ nhóm A luôn ạ. Em có câu hỏi cho nhóm của bạn Linh là, ví dụ nếu nhóm của bạn Linh là một nhà hàng, thì nhóm của bạn Linh có một cái cách nào mà để tăng được kỳ vọng của khách hàng đến với nhà hàng của mình hay không, và có cách nào mà sử dụng chi phí thấp nhất để có thể đạt được kỳ vọng cao nhất không ạ? Ok. Vậy là có cách nào để làm tăng cái kỳ vọng của khách hàng đúng không? Về một cái nhà hàng nào đó với một cái chi phí hợp lý nhất. Rồi, mời bạn Nguyễn Châu Gia Hân. Dạ em có câu hỏi cho nhóm 3, đó là về cái việc là cái sự khác nhau của dịch vụ của những cái doanh nghiệp, về cả dịch vụ của những cái dịch vụ khác nhau của doanh nghiệp, những cái khác nhau của dịch vụ doanh nghiệp á, thì nó thì nếu như là nhóm bạn Linh, thì nhóm bạn Linh có cách nào để bảo quản cái sự khác nhau đó để mà không có những cái doanh nghiệp khác có thể bắt chước được, nhưng mà nếu như có những doanh nghiệp khác bác có thể bắt chước được, thì nhóm bạn Linh sẽ có những cái phương án nào không ạ? Ok, như vậy là cái ý câu hỏi của bạn Hân có phải là cái sự khác biệt đúng không? Tức là trong cái vấn đề mà làm mang đến cái sự cái kỳ vọng cho khách hàng thì làm sao để mà cái sự thỏa mãn cho khách hàng thì làm sao để mà tạo ra cái sự khác biệt không để cho các cái đơn vị khác họ copy cái cách làm dịch vụ của mình, cách tạo ra sự khác biệt hài lòng của mình, sự sự thỏa mãn của mình đối với khách hàng Dạ đúng không? đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi. Rồi, tạm thời với ba câu hỏi đấy thì nhóm ba sẽ bắt đầu lần lượt trả lời các câu hỏi đấy cho các bạn. Nhóm trường của nhóm 3 là bạn Linh đúng không? Dạ. À. Đó là cái câu hỏi số 1, đó là thay vì tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng thì mình có thể làm tốt cái phần của mình để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không á. Thì trong cái môi trường dịch vụ á, thì tức là mình dịch vụ nó sẽ đáp ứng được tốt các cái nhu cầu của khách hàng để khách hàng thỏa mãn và trả tiền cho cái dịch vụ đó.
thì tức là mình cái việc mà mình chỉ đi trong cái khuôn khổ của mình để làm thực hiện tốt cái phần của mình mà đáp ứng được hết tất cả các nguyện vọng của khách hàng á là việc cực kỳ, khi nói chung là nó cũng được nhưng mà rất là khó, tại vì kỳ vọng của khách hàng thì nó sẽ có sự thay đổi. Ở kỳ vọng của khách hàng nó sẽ có những người này người khác và sẽ có sự khác nhau, cho nên là em sẽ trả lời câu hỏi này nó là không. Và mình và cách giải quyết của bọn em đó là tức là mình sẽ tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng, sau đó thì mình sẽ chung quy lại những cái nhu cầu chung của khách hàng về cái dịch vụ của mình và thực hiện tốt cũng như là nâng cấp các cái dịch vụ lên theo từng giai đoạn thời gian để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đó là câu trả lời của em và nhóm em ạ. À, thì không biết là bạn Nga có còn muốn có đặt thêm câu hỏi hay là muốn phản biện gì lại không ạ? À? Xin mời bạn Nga. Ok, chắc là bạn Nga không không có ý kiến gì hả? Bạn Nga có ý kiến gì không? Theo em thì cái việc em chỉ nghĩ theo cái nhận định của em thôi, thì không thầy và mọi người. Theo em thì cái việc xác định cái mức độ kỳ vọng của từng khách hàng là nó rất là khó. Thì mình đầu tiên thì mình nên tập trung là tốt cái dịch vụ của mình tốt nhất. Sau đó thì mình sẽ có gọi là cái phương pháp đánh giá về cảm nhận của khách hàng. Sau đó mình sẽ dựa trên cái đánh giá đó, rồi mình sẽ tiếp tục gọi là xác định cái kỳ vọng và phát triển nó. Theo nghĩ là thế. Dạ, em xin hút ạ. Ok, rồi. À, cảm ơn cái phần bổ sung chia sẻ thêm của bạn Nga. Thực ra thì liên quan đến câu hỏi này thì thầy cũng 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 nghĩ là như thế này, các trả lời của bạn Tiến thì cũng cũng tương đối là ổn. Tuy nhiên thì để cho nó rõ cái câu hỏi của bạn Nga đặt ra vấn đề là ở đây là gì? Chúng ta có nên tìm hiểu cái kỳ vọng của từng khách hàng hay không? Hay là chúng ta cứ làm một cái gì đấy nó tốt nhất cho tất cả mọi người, bởi vì là mỗi một cái khách hàng thì khó để mà hiểu hết được họ. Bạn Tiến thì cũng đã trả lời lại ở trên một cái tinh thần như vậy. Nhưng ở đây thì chúng ta, nếu như mà chúng ta thấy rõ hơn ở trên cái mặt lý thuyết đó, thì thường các bạn thấy rằng là đối với các nhà cung cấp dịch vụ, để mà họ luôn luôn phải có một cái chiến lược để làm sao mà truyền thông để hướng đến được cái việc là khách hàng họ sẽ có được những cái kỳ vọng gì về cái dịch vụ mà họ cung cấp. Hay nói khác là mình phải nói rõ, tức là bạn phải làm rõ, à như vậy khi bạn đến cái sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì bạn sẽ nhận được những cái dịch vụ gì, bạn sẽ nhận được những cái dịch vụ gì trong cái mà bạn đã trả tiền, bạn đã thanh toán để bạn đến với cái nhà hàng, khách sạn hoặc là với một cái dịch vụ nào đó mà tôi cung cấp. Tức là bạn phải làm, phải clear để khách hàng họ có một cái kỳ vọng, có một cái mong đợi rõ ràng. Đấy, thì cái đấy là cái basic, tức là những cái tối thiểu mà bạn phải có. Tức là trong cái phần trình bày của bạn nó gọi là adequate cái service, tức là dịch vụ mà tối thiểu. Dịch vụ bạn phải làm, bạn phải cung cấp, đúng không? Thì cái đấy là basic cho tất cả các khách hàng. Thì nếu như mà bạn làm được điều đấy thì ắt hẳn rằng là khách hàng sẽ có, ít nhất là họ không bị thất vọng, tức là họ không 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 bị cái cảm giác là họ không nhận được những cái gì mà mình cam kết là mình sẽ cung cấp cho họ. Họ nhận được ít hơn, khách hàng ít nhất là khách hàng sẽ không thất vọng. Tuy nhiên thì để mà cái mục tiêu của cái chiến lược để các bạn làm dịch vụ tốt thì không phải rằng là chúng ta chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ làm sao mà làm cho khách hàng không, mà cái quan trọng hơn, cái cao hơn ở đây là chúng ta phải làm sao mà cung cấp hoặc là tạo ra những cái mà nó lớn hơn cả những cái mà họ kỳ vọng. Tức là phải làm sao để cho họ có được cái sự hài lòng, hay thậm chí còn cao hơn, đó chính là sự thỏa mãn. Lúc này một cái bạn ở trong nhóm có trình bày về một cái khái niệm rất là quan trọng là chúng ta có nên làm delight. Thực ra delight các bạn dịch là sự hài lòng đấy, không chính xác, mà nó là cái sự thỏa mãn. Đây. Thì cái design service, tức là cái dịch vụ mà mong muốn đó, thì đấy là một cái biên cận trên đấy, đúng không?
thì nếu mà bạn mà cung ứng được những cái mà khách hàng thực sự mong muốn thì rõ ràng rằng là cái điều đó là tuyệt vời. Tuy nhiên thì không phải lúc nào cũng vậy. Thì thành thử ra là cái giải pháp ở đây là gì? Đối với lại là mình phải xét, phải xét được một cái chuẩn mực, cái chuẩn của dịch vụ, tức là những cái cần thiết mà phải cung cấp khách hàng và cho tất cả khách hàng trong cái nhóm khách hàng mục tiêu của mình. Tuy nhiên thì khi các bạn làm dịch vụ thì rõ ràng rằng là cái từng cái khách hàng khác nhau, tức là cái personal need, thì nó sẽ có những cái sự khác biệt. Nào 10 khách hàng thì họ sẽ có 10 cái style, 10 cái phong cách khác nhau. Tuy nhiên thì mình cố gắng mình chuẩn hóa để làm sao mà họ đều đạt nhận được những cái lợi ích tối thiểu của cái dịch vụ mà mình cam kết cho họ. Tuy nhiên thì với từng khách hàng thì các bạn thấy rằng là nếu như mình muốn trở thành một cái người làm thỏa mãn khách hàng mình tốt hơn đó, thì với từng khách hàng thì mình cần phải hiểu họ. Cái hiểu ở đây không có nghĩa rằng là bạn phải gọi là đi bạn bạn phải phải hiểu trước khi họ đến, hoặc là bạn phải hiểu một cách chi tiết cặn kẽ từng khách hàng, mà có thể khi họ đến bắt đầu để sử dụng dịch vụ của bạn, thì với cái kinh nghiệm của một cái người làm dịch vụ thì bạn có thể là nhìn cái hình ảnh, nhìn cái khách hàng, nhìn cách họ tới, hoặc là những cái thông tin mà họ mà các bạn đã có về khách hàng, để từ đấy các bạn có thể có một cái chăm chút hơn nào đấy, tức là bạn sẽ làm cho họ surprise, họ ngạc nhiên về cái dịch vụ của bạn. Thì tôi cho rằng là đấy là cái điều mà bản thân là mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cái nhà cung cấp dịch vụ họ sẽ cần phải ý thức để họ tạo ra cái sự khác biệt, họ tạo ra cái sự thỏa mãn, họ tạo ra cái sự bất ngờ cho khách hàng. Thì như vậy là mình có thể chốt lại ở đây là gì? Những cái gì basic thì đương nhiên là doanh nghiệp sẽ phải cung cấp, sẽ phải nỗ lực, sẽ phải truyền tải cái kỳ vọng đấy đến để tạo ra một cái kỳ vọng cho tất cả khách hàng. Tuy nhiên thì với từng khách hàng cụ thể thì mình nên có những cái sự tìm hiểu để có thể là tạo ra những cái surprise để mang đến cái sự delight, cái sự thỏa mãn cho họ. Và đấy chính là cái cách mà bạn có thể là tạo ra cái lòng trung thành của khách hàng nó tốt hơn ở trong tương lai. Thì ở đây xin chia sẻ thêm với cái câu hỏi này cũng như là cái phần trả lời của nhóm về cái câu hỏi đầu tiên là liệu rằng là chúng ta có nên đi tìm hiểu từng khách hàng một cách chi tiết, hay là chúng ta nên tạo ra một cái chuẩn mực dịch vụ và thôi là đủ, và làm tốt nhất cái chuẩn mực dịch vụ đấy. Nếu bạn tạo ra một cái chuẩn mực cái dịch vụ và bạn truyền tải đến để mang đến cái kỳ vọng cho khách hàng, thì bạn làm đến cái gì đấy xong là ok rồi, là tức là chúng ta đã đạt một cái adequate service, tức là một cái dịch vụ đầy đủ giống như những gì mà chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên thì làm người làm dịch vụ chúng ta không chỉ dừng lại ở đấy, mà các bạn phải làm sao hướng đến cái việc là gì, cái design cái service đúng không, cái dịch vụ mà mong đợi, dịch vụ lý tưởng mà khách hàng có thể là kỳ vọng để nghĩ đến. Thế thì mình phải hướng đến cái điều đấy thì nó mới tạo ra một cái delight, và khi bạn tạo ra delight rồi thì đấy chính là bạn đã có được một cái khách hàng trung thành. Thì cái đấy là cái chúng ta hướng đến mà bạn phải chăm chút. Một cái ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như là khi bạn đến một cái quán cà phê đúng không nào, thì đương nhiên cái dịch vụ cơ bản bạn khách hàng đến họ trả tiền cho bạn ly cà phê, rồi là bạn sẽ cung cấp họ ly cà phê đấy là và một cái chỗ ngồi đúng không. Tuy nhiên thì với cái khách hàng, khi mà khách hàng đến bạn hiểu được từng khách hàng thì bạn hiểu là anh khách hàng là anh thích ngồi cái vị trí này, thì đương nhiên nếu như mà khi bạn đến mà cái vị trí này nó còn đang trống, hoặc là cái vị trí này bạn có thể sắp xếp được cho họ ngồi ở cái vị trí đấy, thì rõ ràng đấy chính là cái cách mà bạn hiểu từng khách hàng để bạn cũng cái dịch vụ chuẩn mực là như vậy, là ly cà phê như vậy, nhưng mà bạn cho họ một cái chỗ ngồi mà họ yêu thích chẳng hạn, thì đấy chính là cái cách mà bạn hiểu hơn và bạn có thể tạo ra được một cái design về service cho khách hàng của bạn. Đấy. Thì đấy là cái điều mà thầy muốn chia sẻ thêm. Rồi, xin mời cái câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba. Sau đây em xin trả lời câu hỏi của một bạn về nhà hàng có cách nào để tăng kỳ vọng của khách hàng trong mức độ trong với chi phí là thấp nhất, thì nhà hàng chúng ta có thể tăng kỳ vọng của khách hàng bằng cách gây bất ngờ trên mức tối thiểu, thiểu bằng cách chúng ta sẽ liên hệ với các nguồn sĩ về trang trí sinh nhật và sự kiện để chúng ta mua sắm sẵn những concept về trang trí với giá cả rất rẻ, thay vì khi có khách hàng chúng ta mới bắt đầu đi mua từ các cửa hàng gần đó để về trang trí thì chi phí sẽ tăng cao rất nhiều, thay vì chúng ta mua sẵn nguồn sỉ với nhiều chủ đề trang trí khác nhau và để sẵn đó, và khi có khách thì chúng ta sẽ trang trí một cách có hệ thống và đẹp mắt nhất có thể. Từ đó khi khách hàng sử dụng dịch vụ và tổ chức tiệc ở bên ta thì
sẽ bất ngờ về cách trang trí chỉnh chu và độc đáo của chúng ta. Nhưng thật ra việc trang trí ấy không mất quá nhiều tiền so so với khi các bạn mua lẻ mà các bạn đang sử dụng việc tồn kho sẵn cho việc trang trí chỉ trong một mức độ. Thì đó là một cách để khách hàng tăng kỳ vọng của khách hàng trong chi phí thấp nhất. Em xin hết. Ok, xin mời bạn 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 Hân đúng không nhỉ? Bạn Hân đặt câu hỏi này đúng không? Dạ đúng Thì rồi. chắc chắn À là dạ không mình ạ, à. đang Em một là câu hỏi thứ ba. à, thứ ba. Câu hỏi thứ hai là bạn bạn Hương á. Bạn trả lời Dạ như vậy Lan ổn chứ Hương Hương? Lan Hương. à, dạ em muốn hỏi bên nhóm là ngoài cái cách trang trí ra thì mình còn cách nào khác không? Tại vì có một số nhà hàng thì chưa chắc người ta đã nhận trang trí để nhận tiệc, và kiểu khách hàng nó sẽ không có quá chú trọng về việc là sẽ có một số nhóm khách hàng nó không quá chú trọng về cái việc là khi mà mình đi ăn tiệc thì cái tiệc của mình được trang trí ở ở nhà hàng hơn ấy. Nhóm mình có một cái cách nào khác nữa không ạ? Hương có thể có cái chia sẻ gì thêm không? Cái câu hỏi này của em, cái suy Dạ. nghĩ của em. Bởi vì theo em nghĩ thì ngoài những cái cách trực tiếp ở ở ở cái cửa hàng cái nhà hàng của mình đó, thì chúng ta có thể làm một số cái công tác marketing, như kiểu là bởi vì bây giờ là thời đại 4.0 rồi ấy, thì khi mà marketing trên mạng thì chúng ta sẽ giảm thiểu được chi phí của mình rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng trang fanpage của nhà cửa hàng của mình ấy, sau đó thì chúng ta có thể chụp lại những cái feedback tốt về 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 nhà hàng của mình, sau đó thì sẽ tạo một cái bài post đăng lên đó. Thì khi mà những khách hàng mới người ta nhìn vào những cái feedback tốt đó thì người ta nghĩ là khách hàng ấy, nhà cửa hàng của mình nó sẽ khá là đáng để thử. Ok, tức là mình sẽ phải truyền thông nhưng mà thông qua cái công cụ khá là phổ biến bây giờ, đó chính là các cái công cụ truyền thông qua mạng xã hội, Facebook, Zalo, YouTube channel, để mình truyền tải những cái hình ảnh thật, những cái dịch vụ thật mà mình đã cung cấp cho các cái khách hàng tới với mình, để từ đấy có thể educate, có thể là thông tin đến với những khách hàng tiềm năng rằng ở nhà hàng của chúng ta thì có những cái điều như vậy, thông qua cái mạng xã hội với một cái chi phí rất là phù hợp. Ok, đấy cũng là một cái ý tưởng mà hoàn toàn xác đáng, và hiện nay thì các bạn cũng thấy rằng là các cái nhà hàng, các cái quán cà phê và các cái dịch vụ đúng không, họ cũng thường xuyên sử dụng cái này, những cái bài để post vừa nhắc nhở cho khách hàng về cái dịch vụ của mình, hiện diện của mình, nhưng đồng thời cũng giúp cho khách hàng có thêm những cái hiểu biết để tạo ra một cái kỳ vọng, một cái mong đợi về cái dịch vụ, đối với lại là cái dịch vụ mà các cái doanh nghiệp này, các cái công ty này muốn cung cấp. Ok, câu hỏi tiếp theo. Xin chào thầy và các bạn, mình sẽ trả lời câu thứ ba của bạn Hân là bạn Hân hỏi là làm sao để tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiệp với nhau và làm sao để các doanh nghiệp khác không thể bắt chước được mình. Thì đầu tiên là sự khác biệt giữa các doanh nghiệp là mỗi doanh nghiệp khi hình thành ra đã có sự khác nhau rồi, mặc dù có thể là họ kinh doanh cùng phân khúc thị trường hoặc là cùng phân khúc khách hàng, họ hướng đến một cái lượng khách hàng giống như nhau, thì họ đã có cái sự khác nhau ở trong doanh nghiệp của họ, giống như kiểu là mỗi doanh nghiệp sẽ có cái sự chăm sóc khách hàng khác nhau, hay là khác nhau về cái văn hóa ở trong cái doanh nghiệp đó, hay là về nhân sự, thì nó đã có sự khác nhau rồi. Thì mình làm sao để tạo ra sự khác biệt, thì mình cố gắng giữ những cái bản sắc của mình và đừng có đi sao chép hay là cố gắng học tập những cái của cái doanh nghiệp khác. Mình chỉ nên tiếp thu những thứ tốt từ các doanh nghiệp khác, lựa chọn chọn lọc ra, chứ không phải mình học tràn lan cái gì mình cũng ấy hết, thì mình sẽ vốn có cái sự khác biệt của mình rồi. Cái tiếp theo là làm sao để các doanh nghiệp khác không bắt chước được mình, thì sẽ có những yếu tố của các doanh nghiệp có thể bắt chước được và không thể bắt chước được. Về những yếu tố có thể bắt chước được thì có một cách để không các doanh nghiệp khác không bắt chước được mình là mình sẽ giữ kín cái quy trình làm việc của mình, thì họ sẽ không thể bắt chước được.
và mình sẽ luôn phải thay đổi ở trong cái dịch vụ của mình, luôn luôn phát triển nó đi lên, thì những cái doanh nghiệp muốn bắt chước mình nó sẽ luôn đi theo sau mình. Không, họ bắt chước được cái này thì mình đã đi qua một cái bước khác rồi, họ sẽ không thể bắt chước được mình. Mà bạn Hân có thêm chia sẻ gì nữa không ạ? Cảm ơn Trâm. Thì mình thấy là cái việc mà Trâm nói là doanh nghiệp của mình là không có nên bắt chước tràn lan cái doanh nghiệp khác, thì ý đó là mình không có hỏi nhiều về cái ý đó. Thì cái ý thứ hai, cái ý mà Trâm nói là cái thay đổi nhiều theo cái chiều hướng của khách hàng để mà những doanh nghiệp kia không bắt chước được, thì làm sao có thể giữ được cái bản sắc, làm sao có thể giữ được cái cốt lõi của một cái công ty, một cái doanh nghiệp khi mà mình đã thay đổi quá nhiều về cái việc chạy chạy đua theo cái dịch vụ cho các khách hàng để không giống những cái doanh nghiệp khác. Họ cũng sẽ phát triển, họ cũng sẽ thay đổi, thì có những thứ họ giống mình thì theo chăm thì mình cứ phải thay đổi như vậy luôn hay sao? Không phải là cứ phải thay đổi như thế, mà khi một doanh nghiệp tạo ra thì họ sẽ có một cái châm ngôn của cái doanh nghiệp đó. Ví dụ như mình mở một hãng mỹ phẩm đi, mình sẽ châm ngôn trong đầu mình là mình sẽ chỉ bán hàng thật thôi, cho dù có rất là nhiều những cái tràn lan về hàng giả ở ngoài thì mình vẫn chỉ bán hàng thật thôi, mặc dù sau này mình có thể bán thêm nước hoa hay là nhiều đồ khác liên quan đến làm đẹp nữa. Hay là quần áo này kia, mình phát triển ra nhiều cái theo cái thị trường, nhưng mà mình vẫn sẽ giữ cái châm ngôn của mình là chỉ bán hàng thật và không bán hàng giả. Mình vẫn sẽ phải giữ lại cái cốt lõi của mình đó. Cái đó thì tùy doanh nghiệp sẽ có những cái khác nhau, mình chỉ thấy có thể ví dụ được như thế thôi. Bạn Hân có thêm ý kiến? Cảm ơn Vâng, Trâm. ở đây có bạn nào đã từng đi trải nghiệm mua sắm ở Bách Hóa Xanh, xin lỗi, ở Điện Máy Xanh, của Thế Giới Động, ở Chợ Lớn và ở Nguyễn Kim chưa? Mua sắm các cái thiết bị về về điện máy, điện gia dụng ạ. Dạ rồi ạ. Trải nghiệm cả cả ba cái loại ba 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 cái thương hiệu này. Dạ rồi ạ. Bạn bạn nếu mà Hân đi rồi thì Hân cảm nhận như nào về 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 ba cái dịch vụ, ba cái thương hiệu đấy? Dạ thưa thầy, là em cảm thấy là ở Điện Máy Xanh thì họ có cái cung cấp dịch vụ của họ không được tốt giống như là ở Điện Máy Chợ Lớn hoặc là Nguyễn Kim. Thì ở Điện Máy Chợ Lớn á, thì họ sẽ có những cái khuyến mãi đi kèm, như là những cái voucher rất là lớn, giống như là tặng cả tiền, giống như là mình mua một cái sản phẩm nữa thì mình sẽ được tặng tiền mặt hoặc là giảm trực tiếp trên giá trị. Còn ở Nguyễn Kim á, là được giảm trực tiếp trên giá trị chứ không có được giảm ở những cái mặt hàng khác. Còn ở Điện Máy Xanh thì họ chỉ bán cái mặt hàng đó và tặng thêm cho mình những cái món hàng mà thật sự ra là nó không có nằm trong cái nhu cầu của mình, là cái giá trị của cái nhu cầu cái hàng đó thì nó rất là thấp ạ. Đấy là cảm nhận của Hân về 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 cái sản phẩm, các cái dịch vụ mà họ cung cấp. Thế thì còn cái dịch vụ của họ, tức là đấy là những cái sản phẩm về giá, về về cái chi phí, thì còn về những cái dịch vụ mà họ ở khi bạn đến ở những cái cửa hàng đấy, thì bạn cảm nhận nào về cái dịch vụ mà họ cung cấp? Dạ thưa thầy, là về những cái dịch vụ khác thì em không Cái có gì để ý nhiều ạ. giao hàng, À giao đến hàng. Dạ giao giao hàng hàng thì này, em. chăm sóc khách Dạ hàng, giao ví hàng. dụ. Dạ. À, dạ thưa thầy, giao hàng thì em thấy là ở tất cả các cái dịch vụ đó thì họ đều có là giao hàng, nhưng mà ở Điện Máy Xanh thì nó sẽ có tính thêm phí nếu như mà ở xa cái trung tâm đó khoảng bao nhiêu km đó, còn ở dạ còn ở hai cái kia thì nó sẽ không có cái phí dịch vụ đó ạ. Ok, rồi. Như vậy thì cái bạn có thể chúng ta có thể thấy rằng là ở những cái dịch vụ để mà gọi là cái câu chuyện của cái điện máy đấy, các bạn thấy rằng là những cái sản phẩm về cơ bản là nó giống nhau, đúng không? Sản phẩm về tủ lạnh, tivi, những thiết bị gia dụng đấy về cơ bản nó giống nhau, bởi vì là nó đều là những cái thương hiệu trung gian, nó phân phối, nó làm bán lại, phân phối lại những cái sản phẩm của các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là ở mỗi một cái thương hiệu
Nguyễn Kim hay là Chợ Lớn hay Điện Máy Xanh thì họ đều có những cái sự khác biệt nhất định, và nó sẽ tạo ra những cái bản sắc riêng của họ. Ví dụ như bạn Hân nói ở Chợ Lớn đó chính là gì ạ? Bạn mua một cái sản phẩm ở đấy thì bạn sẽ nhận được cái voucher để lần mua tiếp theo sẽ được giảm nhiều giá, giảm giá với một số tiền tương đối là hấp dẫn. Ở Nguyễn Kim thì thay vì làm như thế thì họ nói rằng là họ sẽ giảm trực tiếp luôn ngay cho cái lần từng lần mua, chứ không có đợi đến cái lần sau. Ở Điện Máy Xanh thì là có thể là cái trải nghiệm của bản thân chưa 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 đủ nhiều. Ở Điện Máy Xanh thì cũng họ sẽ cái mức giá họ không đưa ra một cái cụ thể như Chợ Lớn hay là như Nguyễn Kim. Tuy nhiên thì nếu như bạn có cái thắc mắc về giá là rằng tại sao cái sản phẩm này ở Nguyễn Kim hoặc ở Chợ Lớn lại mắc hơn là lại rẻ hơn là ở Điện Máy Xanh, thì ngay lập tức Điện Máy Xanh cũng sẽ có những cái cách, những cái deal để có thể là cho bạn nhận được một cái mức giá ngang bằng ở các cái cửa hàng trong một cái bán kính nhất định nào đó. Và đây cũng là một chiến lược cạnh tranh giá rất là khôn ngoan của Điện Máy Xanh dành cho những khách hàng thông minh, tức là khi họ so sánh giá mà họ muốn mua ở Điện Máy Xanh thì họ vẫn có thể mua được bằng cách là họ sẽ deal giá với lại là cái người quản lý, và người quản lý sẽ có thể là cho bạn offer cho bạn một mức giá bằng với giá của đối thủ nếu như bạn chứng minh được cái điều đấy. Thì và với công nghệ bây giờ thì cái chuyện đấy là nó không khó. Đấy là nói về giá, đúng không? Nói về dịch vụ thì là mỗi một nơi họ sẽ có những cái bản sắc về dịch vụ khác nhau. Cái trải nghiệm của bản thân là như vậy, nhưng mà trải nghiệm của thầy là gì? Ví dụ như là ở Nguyễn Kim chẳng hạn thì cái dịch vụ giao hàng, dịch vụ chăm sóc khách sau bán hàng không tốt, bởi vì là giao hàng rất là chậm. Và nhân viên giao hàng thì có thể là cũng đòi thêm những cái khoản phí, vè vời ra những cái khoản phí này kia đối với khách hàng. Ở Điện Máy Chợ Lớn thì có thể là họ cái dịch vụ giao hàng tương đối là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì họ là cái nó vẫn có cái tốc độ độ chậm nhất định, bởi vì là cái giao hàng của họ thì phụ thuộc vào rất là nhiều vào cái lượng ô tô, cái lượng sắp xếp cái hàng đi trong một cái cung đường để cho nó thuận lợi nhất, chi phí nhất cho họ. Nhưng mà Điện Máy Xanh thì là cái việc giao hàng là cái điều mà thầy thích nhất, bởi vì là họ cung cấp, họ giao hàng rất là nhanh và họ customize được với cái địa hình của Đà Lạt bằng cách là họ giao hàng bằng xe máy. Đương nhiên thì cái trải nghiệm của bạn hơn là với một cái bán kính dài hơn thì họ tính phí như nào đấy thì thầy chưa có cái trải nghiệm đấy, nhưng mà với trong thành phố Đà Lạt thì cái giao hàng của họ khá là tốt, bởi vì là mua và giao hàng rất là nhanh và với cái dịch vụ rất là tốt và nhân viên tư vấn cực kỳ tuyệt vời và không có những cái vòi vĩnh hoặc là không có những cái gợi ý để mà tính thêm những cái khoản phí. Thì như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là cái vấn đề ở đây là họ cùng cung cấp những cái dịch vụ, ba cái thương hiệu này cung cấp cái dịch vụ là về cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên thì mỗi một nơi họ đều có những cái bản sắc khác nhau, và điều đấy nó tạo nên những cái thương hiệu riêng, tạo nên những sự thành công riêng và có thể phù hợp với từng cái phân khúc khách hàng riêng của từng cái thương hiệu này. Thì cái vấn đề ở đây các bạn đặt ra là khi mà chúng ta cung cấp những cái dịch vụ cho những cái khách hàng và có những cái đối thủ khác họ cùng cung cấp những dịch vụ đấy thì làm thế nào để chúng ta không bị những cái đối thủ họ copy. Cái vấn đề của bạn đang đặt ra đây là làm nào để cho người ta không thể copy được cái dịch vụ của mình. Đương nhiên bản sắc thì bạn vẫn giữ, nhưng mà có thể có những cái thương hiệu khác, có những cái dịch vụ khác họ ra và họ có thể họ copy đấy, thì làm nào bạn ngăn chặn cái điều đấy. Thì chúng ta thấy rằng là để ngăn chặn cái điều đấy mà thì chúng ta phải 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 làm sao là có những cái cách thức tùy tùy, tùy tùy thuộc vào từng loại dịch vụ để chúng ta có những cái phương án. Tuy nhiên về cơ bản ở đây thì các bạn thấy rằng là khi đã nói về dịch vụ thì những cái vấn đề về basic, ví dụ như là về 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 một cái khách sạn chẳng hạn, thì khi là nói về một khách sạn thì về phòng ốc, về chỗ ở, về lobby lễ tân, về các cái dịch vụ kèm theo khi chuẩn 4 sao 5 sao thì về cơ bản nó như nhau, đúng không nào? Về dịch vụ về cơ bản nó như nhau. Tuy nhiên thì bạn có thể tạo ra những cái sự khác biệt trong cái cung cấp dịch vụ của bạn thông qua những cái mà như chúng ta như như lúc nãy chúng ta có nói là những cái về quy trình, về process, làm sao quy trình các bạn có thể nhanh hơn, có thể đặc biệt hơn, hoặc là chúng ta có thể cạnh tranh tạo ra cái sự các bạn sự khác biệt thông qua cái yếu tố về con người. Đó, có thể tới khách sạn này cũng là phòng ốc như vậy, nó cũng gần như là cái sự khác biệt nó không nhiều, nhưng mà cái con người, cái nhân viên ở đây họ thấm đẫm cái văn hóa của cái khách sạn này ở đây thì nó chính là một sự khác biệt mà nó có thể là rất là khó để có thể lẫn vào đâu được. Ví dụ như khi bạn đến Palace, khi bạn đến Vinpearl, khi bạn đến Sheraton Intercontinental, đó là những cái thương hiệu mà 4 5 sao nó rất là gần giống nhau về mặt
những basic của dịch vụ, nhưng mà về con người, về văn hóa của từng doanh nghiệp và cách thức họ 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 phục vụ khách hàng thì nó có những cái sự khác biệt. Cho nên là mỗi một cái thương hiệu, mỗi một cái nhà cung cấp dịch vụ thì họ đều có những cái sản phẩm đinh, có những cái dịch vụ đinh để mà họ tạo nên cái sự hấp dẫn đối với khách hàng khác nhau. Các bạn đến một cái quán cũng là quán nướng Hàn Quốc đúng không, nhưng mà quán nướng này thì họ có những cái dịch vụ nó sẽ khác biệt, khác phương nghi chingu nó sẽ khác với lại là đúng không, sumo nó sẽ khác với và một số những cái cửa hàng quán nướng khác. Thì đấy chính là cái điều mà họ muốn tạo ra một cái sự khác biệt trong cái dịch vụ của họ để mà không bị đối thủ, không bị những cái sản phẩm, những cái đối thủ khác họ copy. Tuy nhiên thì cái điều đấy chúng ta cũng cần phải lưu ý, giống như lúc nãy bạn có đề cập là chúng ta phải làm sao vẫn phải giữ được cái bản sắc của mình, cái điểm độc đáo của mình, cái điểm khác biệt của mình. Thì cái đấy chúng ta cũng cần phải giữ, chứ không thể vì là chúng ta sợ người khác copy mà chúng ta đánh mất đi cái bản sắc, cái thương hiệu, cái riêng của mình. Thì đấy là cái điều thầy chia sẻ thêm với cái câu hỏi cuối cùng của nhóm. Ok, nếu như không có những câu hỏi nào nữa thì chúng ta sẽ tạm kết thúc với cái phần trình bày của và hỏi của nhóm ba ở đây. Thì thầy có một vài nhận xét trước khi chúng ta nghỉ giải lao để bắt đầu cho cái nhóm thứ tư. Thì cái nhận xét đầu tiên đó chính là cái sự về mặt hình thức, cái slide của các bạn thì cơ bản là chỉ đạt được cái góc độ là basic thôi, cơ bản chưa có những cái sự độc đáo riêng, và thậm chí nếu như không muốn nói rằng là nó cũng có những cái lỗi về sự thống nhất trong phông chữ, cái hình trình bày hình thức. Thầy thấy là các bạn cũng cần phải có cái sự chỉnh sửa lại để cho nó hấp dẫn hơn. Về cách thức trình bày của các thành viên trong nhóm thì về cơ bản thì các bạn cũng đã bắt đầu tiếp cận và hiểu được một cái khái niệm cơ bản. Tuy nhiên thì vẫn còn có những cái sự nhầm lẫn hoặc là những cái sự sử dụng một vài những cái thuật ngữ các bạn dịch ra thì nó cũng chưa được chính xác lắm. Ví dụ như như lúc nãy thầy có nói đó là bạn nói về cái câu chuyện là delight, satisfaction, thì thực ra hai cái khái niệm đấy nó không phải là giống nhau. Delight là và satisfaction là khác. Delight là sự thỏa mãn, còn satisfaction là sự hài lòng. Cái hài lòng và thỏa mãn là cái khác nhau. Thành thử ra là các bạn phải lưu ý cái điều này. Vì những hài lòng đó chính là gì ạ? Bạn người ta kỳ vọng, khách hàng họ kỳ vọng một cái điều gì đấy, và khi bạn đáp ứng được đúng cái kỳ vọng đó, tức là bạn bằng với kỳ vọng đấy thì người ta hài lòng. Còn nếu như bạn đáp ứng được nó vượt trên cái kỳ vọng đấy, tức là nó lớn hơn cái kỳ vọng đấy thì đấy là delight. Thì các bạn lưu ý, nó giống như adequate với lại là drive service phải đó. Thì các bạn cũng lưu ý dùng để điều chỉnh lại trong cái phần dịch của mình cho nó chính xác. Rồi ngoài ra thì một số ví dụ như là meeting, cái bạn cuối cùng bạn làm là làm thế nào công ty dịch vụ có thể cung cấp một cái dịch vụ mà để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Cái từ meeting ở đây là cái từ đáp ứng chứ không phải là gặp gỡ. Thì đấy cũng là một cái điểm nữa mà các bạn phải rà soát lại trong cái bài dịch và cái bài slide của mình. Cái phần trình bày thì nhiều bạn, một số bạn ở trong nhóm thì cũng chưa hiểu một cách sâu và đầy đủ, thành thử ra là cái phần trình bày đôi khi nó còn tương đối là nó còn một số phần còn còn khá mơ hồ, và các bạn chưa có được cái phần tổng kết cuối cùng để làm nổi bật lên cái nội dung của các bạn mà muốn trình bày trong cái buổi hôm nay. Thành thử ra thì hy vọng rằng là các cái nhóm sau thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để có cái sự phối hợp giữa các cái nhóm thành viên ở trong nhóm tốt hơn, và chúng ta nên có cái sự tập dượt cũng như là nghiên cứu kỹ tài liệu để chúng ta có cái phần trình bày nó tốt hơn. Anyway thì vì là đây là nhóm đầu tiên cho nên rằng là nhận xét như vậy để cho các nhóm sau chúng ta cố gắng khắc phục những cái điểm hạn chế đấy. Còn đương nhiên thì cái phần đánh giá thì thầy cũng sẽ cân nhắc để làm sao mà phù hợp vì các bạn là cái nhóm đầu tiên. Đây, và một cái điểm lưu ý nữa với tất cả các nhóm từ nay về sau thì khi trình bày, có thể là trong quá trình trình bày các bạn không có giữ được cái cam trong suốt quá trình trình bày. Tuy nhiên thì tối thiểu các bạn phải show được cái cam khi trong quá trình các bạn trình bày vào buổi đợi vào lúc đầu, để người trình bày người nghe còn biết được các bạn là ai. Thì nó sẽ đó là cái yêu cầu mà các bạn phải sẽ phải 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 thực hiện. Thực ra thì đừng có nói với thầy lý do là vì cam em trục trặc, cam em này kia, tất cả chỉ là lý do thì mình phải khắc phục. Chứ là cố gắng nhóm các nhóm sau chúng ta cố gắng khắc phục điều đấy. Và bây giờ thì các bạn sẽ có 15 phút để chúng ta nghỉ giải lao.
đúng 9 giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần trình bày của nhóm 4, với cái chương 4. Và nhóm 4 các bạn cũng chuẩn bị máy móc để chúng ta bắt đầu trình bày. Xin mời các bạn nghỉ nào.